Nguyên vườn bơ quá đã luôn chị ơi. Nói chung là một mẫu 6, hơn một mẫu 6 nha. Mà đất này là trồng bơ hết. Đó, đang hiện tại là đang cho bông kết trái, chuẩn bị vô mùa nè anh chị. Điện nước đầy đủ, nằm khu dân cư. Bảo Điền Bất Động Sản xin mến chào cô chú chị mình. Nay em Điền được gia chủ mình gửi bán một bất động sản ha. Một mảnh đất này là gọi là không phải là đất vườn nữa rồi, mà đất siêu vườn. Nó lên đến đó là hơn một mẫu 6 anh chị. Đó, 16.000 m² hơn ha. Và đặc biệt nữa là cái bất động sản này á là một mẫu 6 hơn, một vừa là diện tích lớn rồi mà vừa lại có thổ cư, sẵn thổ cư luôn ha. Rất là hiếm hoi. Như những cái bất động sản khác có diện tích lớn như vậy đa số là đất xào ha, đất nông nghiệp không à. Nhưng mà riêng bất động sản này là đất thổ cư nha, một mẫu 6 nhưng mà đất thổ cư, có sẵn là 150 m thổ cư và là quy hoạch là phủ hồng toàn bộ ha. Mình có thể lên thêm theo cái nhu cầu sử dụng của mình ha. Đối với em Điền thì 150 thổ cư là dư sức để sử dụng rồi. Đó. Thì nay em Điền giới thiệu tới cô chú ý bất động sản này nhé. Thì em Điền sẽ cung cấp những cái thông tin cơ bản về bất động sản này trước. Thì bất động sản mình là có hai mặt tiền đường ha, đường nhựa khu dân cư luôn. Đó. Thì cái mặt tiền bên này á là sẽ có là 150 m mặt tiền đường nhà này ha, bám theo mặt tiền đường nhựa này. Đó, và đường điện đi theo trên đất mình luôn ha. Đó. Còn hướng bên này mình sẽ có là 110 m bám theo mặt tiền đường nhựa bên này ha. Đó. Chỗ này thì khu dân cư rồi ha, khu dân cư hiện hữu, nhà thì san sát, nhà thì đối diện, nhưng mà do là mỗi nhà có mỗi vườn rộng đó, đâm ra là nhà nó sẽ hơi thưa. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị ha. Thì bất động sản mình cách cái tỉnh lộ 329 đi vào á là khoảng là 800 m ha. Mình có thể có rất nhiều hướng đi. Hướng này mình đi ra tỉnh lộ 329 cũng được, và hướng này mình đi cũng được anh chị ha. Thì di chuyển ra đó thì khoảng là 800 m thôi anh chị, cũng tương đối là gần lộ ha. Thì cái hướng mặt tiền bên này ha, hướng mặt tiền bên này là mình đang có hướng là hướng Tây Nam. Đó, hướng Tây Nam ha. Mặt tiền bên này 101 m này là hướng Tây Nam này. Còn mặt tiền mà 150 m á là đang có hướng là hướng Tây Bắc anh chị ha. Đó. Cái bất động sản này thì nói chung là gia chủ mình đang kẹt tiền anh chị ha. Đó. Tổng diện tích là 16.338 m², chính xác là 16.338 m² ha. Có sẵn 150 thổ cư rồi. Thì gia chủ mình thì thực sự là đang kẹt tiền anh chị ha. Đó. Nói chung là gia chủ mình thì đang làm nông bình thường thôi, nông dân bình thường thôi, nhưng mà đã vay cái sổ này, cầm cố sổ này là trong ngân hàng là 4 tỷ rồi đó, 4 tỷ hơn rồi đó. Thì thực sự là không có tiền đóng ha, và đang kẹt tiền đó, đâm ra là cũng cần bán cái bất động sản này, bán giá ngợp anh chị ha. Thì tổng bất động sản này là gia chủ mình đang bán, em Điền báo giá luôn nha, đang bán là 12,5 tỷ ha, cho tổng bất động sản 16.338 m² là một mẫu 6, 12,5 tỷ. Tuy nhiên là giá này sẽ có thương lượng đó, quan trọng là cô chú chị mình thiện chí đến đâu để mà thương lượng với chủ thôi ha. Thì em Điền vẫn muốn là cô chú chị mình mua thì sẽ mua được cái giá tốt nhất ha. Đây, bây giờ em sẽ review, đi vào trong review chi tiết cái bất động sản của mình. Đây. Thì cái hướng em Điền đã đi hướng là 101 m mặt tiền đường nhựa này ha. Đang có sẵn một cái căn nhà cấp 4 luôn ha, nhà vườn. Nhưng mà nhà này thì đầy đủ công năng nha, đang ở ha. Đây là con của chủ đang ở ha. Đang ở rất là bình thường. Đó, nói chung là em Điền thì không vào trong đó được, nhưng mà nhà thì ở như nhà bình thường anh chị ha. Đó, có sẵn căn nhà luôn. Đang ở. Thì cái khu vực này là đang sử dụng là nước sạch rồi anh chị ha. Đó. Sử dụng nước mạch sạch rồi. Còn cái nước tưới của cây thì là nước có cái hồ chứa, có hồ chứa trong đất mình ha, tưới quanh năm ha, có nước quanh năm luôn. Đó. Đây, đi thẳng xuống đây là 101 m mặt tiền. Đó. Hồi nãy thì em Điền cũng có đi sơ cái vườn của mình rồi. Đó thì thực sự là nó rất là rộng anh chị ha. Và cái bất động sản này đặc biệt là rất là hiếm hoi, một cái mảnh đất lớn như vậy mà nó vuông vức đến như vậy luôn ha, nó rất là đẹp luôn. Đó. Cái mảnh này thì phân lô tách thửa thì không phải nói rồi. đầu tư phân lô tách thửa không phải nói rồi ha. Đó. Rất là đẹp luôn, hai mặt tiền đường. Đó. À, hiện tại xung quanh vườn mình á, là đang có nước cái hệ thống tưới tự động hết anh chị ha. À, gia chủ mình đang chăm đây cái hộp nước sạch của mình này anh chị ha, có thể thấy nè, đó đó là hộp nước sạch đó, nước máy đó anh chị ha. Đó, đường này mình đi ra ngay gặp ngay nhà nghỉ Ngọc Thúy gì đó, ra đó là đụng ngay tỉnh lộ 329 luôn. Đó. Trên mình tới đây ha, đi vào thì hồi nãy gia chủ mình cũng có chia sẻ là cái bơ này á, hiện tại trên đất mình là đang trồng full thì đang có là hơn 300 cây bơ ha. Cách mát thì khoảng đâu đó 5-6 mét. Và cái bơ này thì có cái năm tuổi cũng khoảng là hơn chục năm rồi chị. Cũng có tuổi nhiều, năm tuổi rồi. Thì bơ này gia chủ mình cũng có chia sẻ là bơ này là bơ ghép. Bơ này em có hỏi là cô có biết là cái bơ này là bơ tên gì không? Thì cô nói là thực sự là ra là cái bơ này ghép rất là nhiều, nhưng mà có cái là không biết tên. Cô không có biết tên, cô kêu là bơ không tên. Đó lại có loại bơ như vậy. Thì tất nhiên là bơ ghép là người ta sẽ bơ ghép, tất nhiên là đưa ra cái năng suất cao người ta mới ghép anh chị ha. Bơ này thì cô có chia sẻ là, nhưng mà có nói là bơ này á, đây đơm bông kết trái này đang ra ấy này, chuẩn bị vô mùa anh chị ha. Thì cái bơ này á nó cũng thuộc dạng là giống bơ sáp vậy đó. Không có cái gân ha, không có gân nè, nó sẽ không dẻo bằng bơ sáp đó, nhưng mà nó không có gân mà cái thịt nó mịn lắm anh chị ha. Đó, nói chung là cái đó thì ăn rất là ngon luôn, mà sử dụng được nhiều cái công năng khác ha, như làm mỹ phẩm này kia vân vân. Nói chung là bơ là một loại trái cây mà có thể chữa được bệnh đó, ăn rất là tốt cho sức khỏe. Đó. Hệ thống tưới này thì dây ống đi hết nè. Bát tưới tự động ha. Ở trước thì có cái nhà đây, nhà đang ở, còn ở sau cuối đất thì là có cái kho ha, để chứa thuốc rồi máy bơm, máy móc rồi kia đó, để bơm xịt thuốc đó. Thì mỗi năm bơ này gia chủ mình thu về cũng khoảng đâu đó là 600-700 triệu ha, mỗi năm ha. Một cây cho ra là năng suất là một cây là khoảng mấy tạ đó chị ha, mấy tạ bơ đó, một cây nữa nha. Nó tính một cây thôi mà bất động sản mình có hơn 300 cây. Đó. Thì tính ra cái số lượng rất là khủng luôn anh chị. Chất đất của mình là chất đất đỏ Ba Giang anh chị ha. Đó. Ngoài bơ ra thì gia chủ mình vẫn có trồng xen kẽ với là những cây sầu riêng. Thì em điền thấy đi quanh vườn thì sâu cây sầu riêng thì nó cũng đang còn nhỏ ha, cũng chưa lớn lắm. Đó. Nó cũng dạng cho ai giống vậy nè anh chị. Đó, giống dạng cây này nè, cây sầu riêng này khoảng đâu đó là 10 mấy 20 cây ha. Đó. Nói chung là đất mình là chuyên bơ thôi. Điện nước đầy đủ, gần tỉnh lộ. Đó, bất động sản quá đẹp luôn, đất bằng phẳng so với đường này. Đó. Vị trí bất động sản mà mình đi ra gần biển nhất là biển Bình Châu ha, và suối nước nóng Bình Châu. Tại vì cái xã Hòa Hiệp là nó nằm đã giáp lại xã Bình Châu rồi, đâm ra là mình đi qua rất là gần ha. Và cái chỗ này thì cách chợ Hòa Hiệp này, ủy ban Hòa Hiệp này khoảng đâu đó là 2 đến 3 cây số thôi, cũng tương đối là gần ha. Mình đi ra tỉnh lộ đó thì đi chớ chút xíu là gặp rồi, đi khoảng 2 cây nữa là gặp ngay cái chợ mình rồi ha, chợ Hòa Hiệp. Thì trong Hòa Hiệp này thì nói về cái sản xuất nông nghiệp thì rất là nổi trội anh chị. Hồi trước đa số là người dân trong này trúng tiêu ha, rồi mà nhà bự không à. Đó. Và cái chất đất ở trong này đa số đất đỏ nên là năng suất trồng cây lâu năm rất là tốt. Đó. Đất này thì làm vườn, làm nông nghiệp quá tốt rồi, nhưng mà mảnh này thì nó hai mặt tiền hả, phân mỗi lô 1000 ha, thì quá là tuyệt vời luôn. Thì hiện tại huyện Xuyên Mộc mình vẫn đang cho là phân lô tách thửa theo diện là đất thổ cư, nhưng mà vẫn tách xào được anh chị. Đó, lúc trước thì chưa có cái quyết định mà tách như vậy được, nhưng mà bây giờ là đất phủ hồng có thể tách xào được anh chị ha. Xung quanh đất mình là đã rào kẽm B40 hết rồi ha. Đấy, nói chung là ranh móc thì rõ ràng ha. Gia chủ mình sẽ cam kết đủ diện tích cho mình. Rào B40 ha, ranh móc rõ ràng này anh chị có thể thấy nè. Đó. Đẩy qua bên kia. Đây. Thì hiện tại anh Điền đang tới ngay cái ranh này, là ngay cái góc mặt tiền đường nhựa 150 m đó ha. Đây ha. 150 m mặt tiền đường nhựa đây. Đó. Thì em đang đứng cái góc mép đây. Đó. Và sâu vào trong là hơn 100 m, trăm lẻ mấy mét đó anh chị ha. Sâu vào trong 100 lẻ mấy thì đi theo cái hàng ranh này ha. Đó. Thực sự là cái vườn này quá là đã luôn. Nói chung là cái bất động sản này thì đối với những cô chú chị nào mà đang có tài chính trên 10 tỷ á, thì có rất là nhiều phương án để cô chú chị mình đầu tư ha. Đó, nếu mà cô chú chị quan tâm thì liên hệ em Điền sẽ tư vấn thêm. Đó, cái này bất động sản này thực sự là đang ngợp ha, rất là tiềm năng. Đó, đầu tư sinh lời liền. Đó, thì không phải là ai cũng có cái tài chính lớn như vậy, thành ra là tìm khách đúng đối tượng khách thì cũng rất là khó khăn. Không ra là chủ mình cũng biết cái điều đó và muốn giảm giá xuống để bán ha. Lúc sốt thì cái này 20 mấy tỷ anh chị. Đó, theo hàng ranh đây ha. Tới góc đầu này là 100 lẻ mấy mét rồi. Đó, thực sự là em đi rất là mỏi chân luôn anh chị. Đó. Vào đây. Đó, ở sau này thì nhà kho, phía sau này là nhà kho để thuốc phân này kia đó, và cái nhà trước là người con ở ha, phía sau này là mẹ ở, cô chủ ở. Đó. Cái vườn mình có giếng không cô? Vườn mình là có giếng không cô? Dạ dạ con đang quay xíu. Ý là cái vườn mình là có bể chứa thôi, có nước không? Có giếng không? Giếng đào không? À, giếng đào sâu bao nhiêu mét con biết không? À, đào mà 15 mấy mét là có nước rồi, vi vu rồi. Quanh năm có khô hạn gì không cô ha? Có mùa mà cạn nước thì nó cũng cạn. Dạ. Nhưng mà lúc đó là mình còn giếng khoan. À. Ủa giếng khoan mình có giếng khoan luôn hả? Ừ. À, giếng khoan bao nhiêu mét cô? À, vậy là cơ dư nước tưới quanh năm rồi, gần cái hồ đấy nữa đúng không? Gần hồ Hòa Hiệp mình không? Không, hồ Hòa Hiệp mình là hồ gì ta? À, cũng tương đối. À, hồ Suối Cát cũng xa. Còn cái hồ mình đây thì hồi nãy con có đi rồi. À, có, hồi nãy con thấy hộp nước máy ngoài kia rồi. Dạ. À. Dạ ở ngoài đầu đường cô ạ. À. Đây. Đó. Thì theo em điện hỏi với cô chủ thì cô cũng có chia sẻ là mình có bể chứa nước nè, có cái giếng đào nè, và có cả giếng khoan luôn. Nói chung là, và chưa kể là nước sạch nữa nha. Thì nước sạch thì về cái tưới cây thì không có tốt bằng những cái nước này ha. Mà thì cô có chia sẻ đó, thì những cái nguồn nước khác đó, ngoài nước sạch đó thì dư sức để tưới cái vườn mình quanh năm rồi. Đó. Hết nước giếng ta có thể là tưới nước hồ, nước chứa đó thì mình có thể chứa mùa mưa ha. Hết nước hồ lại chứa sử dụng tới cái nước giếng khoan đó. Thì cái nguồn tài nguyên nước thì bao la luôn ha, vô tận luôn. Đó. Đó. Rồi em đi xin được cung cấp thông tin một lần cuối nữa, quay lên một lần cuối cùng ha, để cô chú chị mình có thể nắm tình hình. Bất động sản mình là có hai mặt tiền đường, một mặt là hướng Tây Nam là 110 m mặt tiền, và hướng Tây Bắc là bám theo mặt tiền đường nhựa là 150 ha. Và tổng diện tích là 16.338 m², có sẵn là 150 thổ cư rồi. Đó, giá bán là 12 tỷ 500, có thương lượng anh chị nha. Đó. Cách tỉnh lộ 329 khoảng 800 m, rất là gần. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản vườn này, siêu vườn này, thì liên hệ số điện thoại 07886 68834 ha. thì chỉ nữa mình sẽ được gặp chủ thương lượng thêm về phần giá đó. Em Điền cũng xin được cảm ơn cô chú chị đã quan tâm và theo dõi kênh của Em Điền vừa qua ha. Và hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau. Xin chào ạ.